Ông mặc chè là màu vàng, bầu chè là màu xanh. Ông mặc chè là hình tròn, ông cười với con mỗi ngày. Học cùng học viên IQ, ngày càng thông minh hơn. Học cùng học viên IQ, học một là con biết mười. Học viện IQ. Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Học viện IQ, bé học một biết mười. Quý vị thân mến, ở độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi thì bé rất là tò mò về thế giới xung quanh, và cha mẹ thì cũng rất dễ dàng để dạy các bé nhận biết về những hình dạng thông qua những cái tranh minh họa. Thế nhưng mà việc này sẽ gặp khó khăn để giúp cho trẻ có thể nhớ lâu và liên tưởng đến những vật dụng thực tế xung quanh cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm nay, Học viện IQ sẽ mang đến cho quý vị một phương pháp giáo dục đa giác quan để giúp cho các bé chơi mà học với các hình dạng, giúp các bé tiếp thu một cách dễ dàng hơn. Nào, bây giờ chúng ta cùng vào lớp quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học về tất cả những hình dạng xung quanh chúng ta. Vậy thì cùng đồng hành với bài học này, chúng ta hãy cùng chào đón cô Thanh Mỹ đến từ trường Mầm non Sài Gòn Academy. Chào khán giả. Và còn một nhân vật nữa rất là dễ thương, đó chính là anh gấu IQ. Anh gấu dễ thương quá, chúng ta vỗ tay cho anh gấu nào. Và tất cả những bạn nhỏ của chúng ta rất là thông minh, rất là đáng yêu, đó là 10 bạn nhỏ của Học viện IQ. Chào. Rồi, bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay nha. Xin mời các bạn sẽ khởi động bằng một bài hát rất là vui nhộn. Xin mời âm nhạc. We are shapes. You can see us everywhere. I'm a square, I'm a square. You can see me everywhere. I have four sides. I'm a square, I'm a square. I'm a circle, I'm a circle. I go round and round and round. I have only one side. I'm a circle, round and round. I'm a triangle, triangle. I'm a pointy little shape. I have three sides. I'm a triangle, triangle. We are shapes. You can see us everywhere. I'm a rectangle, rectangle, like a really long square. I have four sides. I'm a rectangle, rectangle. I'm a star, I'm a star, in the sky so, so far. I have five pointy arms. I'm a star, I'm a star. I'm a heart, I'm a heart. I'm so curvy and so smart. I'm a really lovely shape. I'm a heart, I'm a heart. Cô đố các bạn nha, trong bài hát mình vừa mới nghe đó, có những hình dạng nào? Hình vuông. Bạn Thiên Nguyên nói đúng rồi, trong bài hát có hình vuông. Rồi còn có hình gì nữa ta? Hình số 1 hả? Hình tam giác, bạn Phúc Nguyên đã có hình tam giác. Hay rồi. Có hình tam giác luôn, còn có hình gì nữa? Hình tròn. Giỏi, rất là giỏi. Hôm nay cô Mỹ còn mang tới cho các bạn rất là nhiều bạn nhỏ nữa. Các bạn đón xem nha, bây giờ cô có hình gì nè? Hình này hình gì? Hình gì đây? Chào các bạn. Hình mình gì con? Là hình vuông. Các bạn vẫy tay chào bạn hình vuông đi. Chào hình vuông. Chào hình vuông. Còn mình là hình tròn. Hình tròn. Hôm đúng nay các rồi. Bạn có vui không? Có vui hả? Vậy bây giờ mình cùng chào đón bạn tiếp theo nha. Bạn tiếp theo là bạn triangle, hình tam giác. Các bạn vẫy tay chào bạn hình tam giác đi. Chào bạn đi con, chào bạn. Tiếp theo nè, một bạn khác nữa nha, đó là bạn hình chữ nhật. Gọi là gì? Các bạn có biết bạn hình chữ nhật không? Biết thì mình vẽ tay chào bạn hình chữ nhật đi. Chào hình chữ nhật. Rectangle. Wow, nhìn nè, bạn này tới thăm mình nè. Wow. Star, đúng hình rồi. Hình gì? Hình ngôi sao. Hay quá. Các bạn có muốn chơi với bạn hình ngôi sao không? Không. Vậy bây giờ mình rủ thêm một bạn nữa nha. Bạn này là bạn Ben. Hình gì nhờ? Mình nói to lên. Hình trái tim. Rồi bây giờ mình cùng bắt đầu nha.
1, 2, 3. Hình vuông, hình vuông, hình tròn, hình tròn, hình ngôi sao, hình ngôi sao, hình trái tim, hình trái tim, hình chữ nhật, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tam giác. À, từ nãy đến giờ là các bạn nhỏ của chúng ta đã học được rất là nhiều hình dạng rồi đúng không? Hình vuông, hình tam giác, hình tròn, ôi nhiều quá, nhưng mà cô Thảo chưa có nhớ hết. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tham gia một trò chơi để xem là trò chơi này sẽ giúp được gì cho các bạn nha. Giáo hội, giáo hội. Hỏi gì? Hỏi các gì? Bạn xếp thành 3 hàng. Bây giờ nè, cô bò chui đó, qua mình cổng nhìn cô nè. Đó, mình nhìn cô nè. Chui qua cổng, cô chui không lọt. Cô Mỹ tới những cái vạch mức này nè. Cô Mỹ sao? Hai tay cô Mỹ chống hông nè. Hai chân chống lại. Rồi bắt đầu mình giống như mình nhảy qua vạch nè, giống như mình nhảy qua suối đó các bạn. Nhảy nè, 2 3 1 2. Ơ, trước mặt mình là gì? Là một cái khay đựng rất là nhiều hình. Các bạn nhớ nha, đội của cô Mỹ sẽ chọn hình tròn. Đội của bạn Go IQ sẽ chọn hình tam giác. Và đội của cô Thanh Thảo sẽ chọn hình vuông. Mình nhớ đội của mình nha. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Mình kiểm tra xem là đội của cô Thanh Thảo là được bao nhiêu cái hình vuông nha. 1 hình vuông, các bạn đếm tiếp với cô nè. 2 hình vuông. Tiếp theo là các bạn đếm to lên. 3 hình vuông. Tiếp theo nữa là 4 hình vuông. Hoan hô các bạn. Đội của cô Thanh Thảo. Rồi, đã tìm được 4 cái hình vuông thật là đẹp. Bây giờ tới đội của bạn Gấu. Bạn Gấu ơi, bạn Gấu có hình gì đây? Hình tam giác. Bạn Gấu có hình tam giác. Sao chỉ có 1 cái hình tam giác vậy ta? Như vậy là đội của bạn Gấu chỉ ghi được có 1 điểm thôi. Nhưng mà chúng ta cũng vỗ tay hoan hô đội bạn Gấu nào. Hoan hô. Bây giờ tới đội của cô Mỹ nha. Đội của cô Mỹ đây. Đố các bạn biết đội của cô Mỹ lấy hình gì đây? Hình tròn. Lấy hình gì các bạn nói to lên? Hình tròn. Ồ, các bạn nhìn xem nè. Mình đếm xem trong rổ của cô Mỹ có bao nhiêu hình tròn nha. 1 2 3 4 Ơ, vậy đội của cô Mỹ có bao nhiêu cái hình tròn vậy? 4 cái hình tròn hả nó các bạn? Ừ, cũng giống của Thảo luôn. Như vậy là hai đội bằng nhau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tham gia một trò chơi nữa liên quan đến các hình dạng nha. Rồi, bây giờ mời các bạn đứng lên. Đứng lên, mình đi theo hình tròn nè. Mình đi theo mình của Thảo nha. 2, 3, chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè. Bông tròn to, tròn 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 to, bông xì hơi, xì 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 hơi. Nhanh lên, nhanh lên. Nè bạn ơi, lại đây chơi, xem bông ai to tròn nè, xem bông ai to tròn nè. Các bạn ơi, các bạn tìm cho cô hình trái tim. Hình trái tim đâu, hình trái tim đâu? Trái tim đâu? Hình trái tim nhỏ quá. Hình trái tim đâu, hình trái tim đâu? Trái tim đâu, trái tim đâu? Cái này ra. Trái tim đâu? Rồi, các bạn chơi hay quá rồi. Bây giờ cô mời tất cả các bạn chạy ra ngoài tiếp. Hồi nãy thì các bạn đã chơi một trò chơi để mình khởi động nè. Với các hình rất là hay rồi, các bạn nhận dạng hình rất là giỏi. Bây giờ trước khi khép lại bài học này thì bây giờ các bạn sẽ cùng chơi thêm một trò chơi nữa. Đó là trò chơi tập tầm vong nha. Tay đó, tay đâu? Tay đây, tay đây. Tay đây, tay đây. Giấu tay. Giấu tay, giấu tay, giấu tay, giấu tay. Giấu tay, giấu tay, giấu tay. Giấu tay đi. Ngân Tiền ơi, giấu tay đi Ngân Tiền ơi. Rồi, mình chơi nha. Tay đâu, tay đâu? Tay đây. Tập tầm vong, tay không tay có. Tập tầm vo, tay có tay không. Mời các bạn đánh sao cho đúng. Tập tầm vo đôi tay nào có, đôi tay nào không. Có, không, không. Tay nào? Tay nào có, tay nào không. Không có gì nữa. Phải không? Không có gì
gì hết. Không có phải gì hết. Không? Nhìn kỹ nha. Mình các bạn nhìn kỹ nha. 1, 2, 3. Ba. Ơ. Wow. Hình gì bạn gấu ơi, bạn gấu giúp cô nào. Các bạn ơi, các bạn đếm xem coi. Cô có những cái hình dạng gì nè. À, bây giờ cô Thảo đố nha. Đố các bạn nha, đố các bạn tìm được hình tam giác. Xin mời bạn Ngân Tuyền. Ngân Tuyền ơi, lên chỉ hình tam giác cho cô Thảo xem. Tam giác đâu con? Yeah. 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 Về với cô Mỹ nè. Một, hai, ba. Yeah, về với bây giờ nha. Yeah. Cô Thảo đố bạn Phúc Nguyên nha. Hình nào là hình trái tim ta? Trái tim đâu? Chạy lên, chạy lên. Ủa, đố Phúc Nguyên mà. Phúc Nguyên ơi, chạy lên chỉ hình trái tim coi. Hình trái tim đâu? Yeah. Oh. Yeah. Còn bạn Minh Nguyên tìm cho cô Thảo hình tròn. À, hình tròn đâu? Ui ui, hình tròn đâu, hình tròn đâu? Hình tròn đâu, hình tròn đâu, hình tròn đâu? Yeah, đúng rồi, hai bạn. Còn con, bây giờ con lên con tìm cho cô Thảo hình vuông. Bạn Gia An ơi. Gia An ơi, hình vuông đâu? Hình vuông đâu Gia An? Gia An của mình bị nhầm hình vuông nè, bây giờ Gia An có nhớ chưa? À, đúng rồi, yeah với cô Mỹ một cái nữa. Yeah. Ồ, đúng rồi. Bây giờ các bạn đếm cùng với cô xem có bao nhiêu hình dạng ở trên này nè.